Xin chào tất cả mọi người. Tính đến ngày hôm nay là cũng hơn chục hôm mình không ra video rồi. Một phần là do công việc mình bận và cũng ít chủ đề để quay, nên là mình cũng ít ra video hơn trước. Nay là ngày nghỉ cuối tuần, tranh thủ ngồi dậy ngoài trời đang nắng to á, nên là mình mang chăn với gối đi giặt xả thơm để mang đi phơi. Xong thì mình lại vào trong nhà quét dọn nhà cửa, lau chùi cho sạch sẽ. Căn bản là một tuần mình chỉ dọn có một lần thôi. Ngày cuối tuần ngủ dậy giặt rũ dọn dẹp xong đấy thì mình cũng đang chuẩn bị đi nấu cơm bữa trưa đây. Bữa cơm trưa của mình ngày nay thì có món á, bắp cải cà rốt mình xào mấy á, tôm kèm thêm đây là hộp sụn nhá. Mình sẽ phi hành lên nè, mình xào cùng luôn. Đây là bữa cơm trưa của mình xong rồi. Bữa cơm trưa mình nấu ăn đơn giản nhá. Mình thì đồ đạc mình cũng làm sẵn rồi nên là mình quay cũng rất là nhanh. Bây giờ mình đi bổ thêm quả táo nhá. Quả táo này để ăn cơm xong thì tráng miệng. Mình mời tất cả mọi người cơm bữa trưa của mình nhá. Bữa cơm trưa đơn giản thôi, ít đồ xào kèm thêm ít táo tráng miệng nhá. Và cho là bữa trưa ngày cuối tuần này, ăn nhanh gọn để chiều đi chợ mua chút đồ. Chiều nay là ăn cơm xong ấy thì mình sẽ đi chợ mua quần áo, rồi mình sẽ đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho một tuần làm việc mới nhá. Nói chung là một tuần làm việc mệt rồi, ngày cuối tuần ngủ nghỉ xong là dậy đấy, cuối tuần là đi mua sắm đồ đạc thôi. Cái hồi 3 năm đầu mình mới sang ấy, mình vẫn sinh sống làm việc ở dưới tỉnh Giang Nam Campuchia ấy. Thì vào những ngày cuối tuần này thì phòng ở cái đúc ở 4 anh em, và cho 4 anh em thì các thành viên nhau nhá, cứ mỗi người quét dọn nhà cửa một tuần. Nhưng mà mình chuyển lên Ibaraki, rồi bây giờ mình chuyển lên Tokyo đây, mình ở một mình đây. Thì là hàng ngày mình đi làm, xong là vào những ngày nghỉ cuối tuần ấy thì mình bắt đầu mình mới dọn dẹp nhá, tranh thủ dọn dẹp một lúc là xong thôi. Hồi ở Ibaraki thì mình đi hòa ở chung, hai anh em ở chung ấy, và cho là cứ mỗi anh em một tuần dọn. Nếu mà ở tập thể thì mình cứ phân công nhau nhé, phân công nhau dọn dẹp cho dễ. Ăn uống dọn dẹp nghỉ ngơi xong ấy, thời điểm hiện tại thì mình đang sắp xếp chút đồ cho mình đi chợ đây. Trước hết thì mình sẽ đi tìm một cái cửa hàng, một cái siêu thị, một chút thương mại ấy. Mình sẽ đi mua chút quần áo để mặc đi làm nhé. Sau đó mình lại đi chợ chiều để đi mua đồ ăn chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Đây phải gọi là một buổi chiều bình yên tại Tokyo nhá. Cái quang cảnh không khác gì trong những cái bộ phim hoạt hình anime của Nhật Bản luôn. Đứng từ trên tầng 2 của mình ấy, nhìn xuống là cái view quang cảnh nhà dân xung quanh nhá. Và đằng trước kia thì lúc nào nhìn ra cũng là view của các cụ kia. Đấy, rất nhiều mộ. Tầm chiều tối mọi người cầm xe đạp đi dạo xung quanh thì rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mọi người đi chợ của mình nhá. Trước hết thì mình sẽ đi tìm một cái cửa hàng mình mua quần áo trước đây. Đây là quang cảnh xung quanh hàng xóm nhà mình nhá. Và sau một hồi đi lên quanh tìm kiếm ấy, thời điểm hiện tại thì mình đã tìm thấy một siêu thị đây. Siêu thị này tên là Ava nhá. Bên trong có bán rất nhiều quần áo giày dép. Đứng từ phía bên ngoài nhìn vào ấy là đã thấy rồi kìa. Chuyển ký túc lên Tokyo cũng được tầm cỡ khoảng độ 7-8 tháng nay rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mình đến siêu thị này nhá. Cách nhà mình tầm cỡ khoảng độ cây mấy đến 2 cây thôi, cũng rất là gần. Bây giờ mình sẽ vào bên trong xem là cửa hàng này bán những gì nào. Đứng từ phía ngoài nhìn vào ấy thì bên trong bán khá đa dạng nhá. Quần áo người lớn đến trẻ em, nói chung là từ trẻ em đến người già là có đầy đủ cả luôn nhá. Làm lữ là không thiếu cái gì cả. Mình đi tìm mấy bộ quần áo, chỉ tìm mấy cái bộ quần áo này mặc đi lao động thôi. Đây nhá, váy vóc của các bạn nữ này, mình thấy là mẫu mã đa dạng, còn giá cả cũng rẻ nhá. Giá trung bình tầm cỡ khoảng độ 200 đến vài trăm nghìn trên một chiếc áo này. Áo chất lượng nhá, nói chung là bên Nhật áo như này là rẻ rồi. Mẫu mã đủ thể loại luôn, váy dài, váy ngắn, quần sóc, rồi là giày dép nhá. Mình đi loanh quanh quay cho mọi người xem một chút, rồi mình sẽ đi mua áo của mình. Từ các loại mũ bánh bèo này, các loại túi sách, hầu như tất cả của nữ hết nhá. Cái dạng này mình đang quen là dạng của nữ. Nhìn túi rất là đẹp luôn, tầm cỡ 500 nghìn đến 600 nghìn trên một chiếc túi. Có nhiều túi giá rẻ hơn nhá, 200-300 nghìn cũng có.
rất là đẹp mắt luôn. Mẫu mã tầm 400.000 đến 500.000, 300.000 đến 500.000 trên một chiếc túi nhá. Tùy loại to nhỏ, chất liệu khác nhau. Đấy. Đồ tất cả đồ mới tanh hết luôn. Ở bên Nhật đây, nếu mọi người muốn mua được những cái bộ quần áo giá rẻ ấy, thì mọi người có thể vào các cửa hàng như kiểu là GU hoặc là Uniqlo, hoặc là những cái cửa hàng tương tự như mình đang quay đây. Đây là lần đầu tiên mình sống ở Nhật, gọi là gần 6 năm rồi ấy. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái tên cái cửa hàng này luôn. Bên trong người ta bán đa dạng, rất là nhiều mẫu mã nhá. Chăn ga gối điện là có đầy đủ cả luôn. Quần áo váy vóc của nữ ấy, thì vừa mình cũng quay cho mọi người xem rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem quần áo của gian hàng của nam giới nhá. Đây là các cái đôi tất này, những cái chiếc túi xách, rồi là ba lô này, có đủ cả luôn. Đây là những chiếc cái quần lửng, quần sóc này, từ quần vải đến quần bò là đủ thể loại luôn nhá. Quần thể thao này, quần gió đấy. Bên đây người ta đã bán áo khoác rồi, bán trước nhá, những cái bộ quần áo thu đông. Đây là form áo Nhật nha mọi người nhá. Form áo Nhật thì thực sự nó to hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Cỡ áo size M bên Nhật ấy thì nó phải to ngang với size L bên Việt Nam. Bởi vì là người Nhật người ta phong cách ăn mặc người ta ấy, người ta rất thích mặc rộng luôn. Mọi người thấy không? Cái áo lào đấy nó cũng to đùng to đoàn luôn này. Mình thì mua mấy cái áo để đi lao động ấy, nên là mình cũng chỉ mua mấy cái ra rẻ thôi. Tầm hơn 100.000 trên một chiếc áo là ok nhá. Mình đi tìm mấy cái áo đen đen ấy để mình mặc đi làm nhá. Bởi vì là mặc những cái áo trắng này không thể mặc được. Áo trắng này mình mặc, mình làm cơ khí mà hàng ngày mình làm cơ khí xong đó là mình phải xịt. Đấy, máy gia công xong là mình phải xịt. Thế là cái nước xịt, nước dầu nó bắn vào người. Mặc áo trắng đi là nó bắn hết vào trước ngực đây, rất là bẩn luôn. Thế là mình đi tìm mấy cái bộ quần áo tối màu để mặc nhá. Đồng giá là 990 yên trên một chiếc áo nhá. Nói về quần áo giày dép bên Nhật đây ấy, thì mình thấy là rất nhiều hàng xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc và rất nhiều nước khác nhá. Căn bản là bên Nhật Bản ấy, người ta thiếu nhân sự nên là người ta sẽ mở công ty, người ta thuê công nhân ở bên nước ngoài chẳng hạn như là Việt Nam mình chẳng hạn, hoặc là Trung Quốc chẳng hạn ấy. Sau đó người ta quần áo ấy, người ta sẽ lại nhập lại sang Nhật để người ta bán nhá. Mua áo để mặc đi nào ấy, nên mình đang chọn hai cái áo giá rẻ đấy nhá. Áo size M đây, size M nhưng mà nói chung là mặc cái này là vừa rồi. Đây chính là hai chiếc áo vừa mình chọn nhá. Mình đang vào trong phòng thay đồ mình quay cho mọi người xem đây. Đấy. Chiếc áo 900 yên trị giá 140.000 nhá. Áo dùng mặc cái nào nhìn cũng khá là đẹp đấy. Và mình sẽ thử luôn chiếc áo thứ hai nhá. Đây, và đây chính là chiếc áo thứ hai đây. Tương đối đẹp đấy. Cứ nghĩ là mặc đi nhìn nó bơ vỡ thôi, nhưng mà đây, thử lên form áo này cũng đẹp nhá. Chất vải mặc mềm đẹp. 900 yên, 990 yên trên một cái. Tất nhiên là phía bên trong cửa hàng quần áo đấy còn rất nhiều những cái bộ quần áo đẹp nữa, nhưng mà mình không thể là mình đi quay review hết được. Đây gọi là tranh thủ vào lúc mình vào bên trong cửa hàng ấy, mình mua quần áo ấy, mình đi quay cam một chút cho mọi người xem thôi. Coi chung là quần áo đa dạng mẫu mã nhá. Thì mình thấy những cái đôi dép Nike này, Adidas này, mọi người biết xuất xứ từ đâu? Made in Việt Nam nhá. Đây, Hecho Việt Nam đây nhá. Sản xuất tại Việt Nam và lại xuất sang Nhật Bản để bán. Giá một đôi mình đang quay này là 3.800 yên, khoảng 600.000 trên một đôi dép này. Không biết là đi có bền, chất liệu có đẹp hay không, nhưng mà đấy, khoảng 600.000 nhá. 600.000, gần 600.000 rồi đấy. Không chỉ giày dép đâu mà quần áo, mũ, lón, túi xách ấy là cũng rất nhiều đồ ấy là xuất xứ từ Việt Nam và xuất sang Nhật nhá. Nhưng tất nhiên là đồ sản xuất tại Việt Nam, xuất sang Nhật nên là toàn đồ xịn thôi. Mình vào ấy mình cũng mua được đôi chiếc áo ấy, thêm cái lược ấy mình cũng mang đi tính toán đây. Nói chung là hết là 2.442 yên nhá. Tương đương với cỡ khoảng 410.000 trên hai chiếc áo và một cái lược này. Đồ đạc mua xong bây giờ mình lại đi tìm đến cửa hàng, đến siêu thị mình mua chút thịt, chút rau để chuẩn bị mai đi làm nhá. Mình đi từ chỗ cửa hàng quần áo mình đi tới đây ấy, là trời cũng đang sầm tối dần rồi nhá. Buổi tối cái là phố lên đèn đây, nhìn rất là đẹp. Và sau khoảng 15 phút di chuyển đấy thì mình đã tới được cái cửa hàng Trung Quốc nhá. Vừa đi đến cửa hàng ấy, đứng bên ngoài là mình đã ngửi thấy mùi sầu riêng rồi. Gian đầu tiên của các siêu thị hay các cái cửa hàng bên Nhật ấy thì người ta thường hay để hoa quả đây. Hoa quả tươi gió đơn, táo này, dưa. Mùa này bên Nhật cũng đang là mùa đào nhá. Đào chín này, đào bên là mận. Đây, sầu riêng này. Quả sầu riêng này tương đối nặng ấy, mình không biết là bao nhiêu cân đây này. Tổng cộng là 3,8 cân. 3,8 cân trên quả sầu riêng này. Và giá của nó là 9.464 yên nhá.
Thì ở cửa hàng Trung Quốc này mình đã từng giới thiệu rất nhiều lần rồi. Không chỉ bán đồ ăn, đồ uống, thịt thà Trung Quốc đâu, mà người ta cũng bán khá nhiều đồ Việt Nam nhá. Ghé Long Ca thì mình thấy chữ chè sầu đây, chè sầu Việt Nam nhá. Giá ở đây là 498 yên. Mình không biết là ai người ta ghi cho cái cửa hàng này ghi hẳn chữ chè sầu bằng tiếng Việt đây. Đây là gói sầu riêng mình cho ăn kèm này. Chè sầu bên trong khá nhiều thạch luôn. Mình sẽ mua tầm cỡ khoảng 2 gói nhá. Đồ Việt Nam xuất sang đây khá là nhiều nhá. Chả giò dế, hải sản này. Bên này là bánh đa nem dế. Tính ra là đợt vừa rồi mình về Việt Nam khoảng độ gần 1 tháng ấy, sau đó mình quay trở lại Nhật nhá. Cũng khoảng một thời gian dài rồi mình cũng chưa đến cái cửa hàng Trung Quốc này. Toàn đi cái siêu thị ở gần nhà nhá. Bên đây cũng khá nhiều gia vị đây. Gia vị Việt Nam hồi trước người ta xếp hết bên đây, nhưng mà giờ người ta xếp một gia bên đây là mì tôm này, rồi là các cái loại mì, rồi là bún nhá, bánh đa nem. Còn bên đây là chuyên gia vị Việt Nam luôn này. Các loại măng giấm, măng ớt, rồi là các cái gói chuyên để kho cá, giả cầy, thịt lướng, ngũ vị hương này. Kể cả các loại tương ớt này, rồi nước mắm này, đủ cả luôn. Mình thì mình rất thích ăn muối Tây Linh chấm hoa quả nhá. Cái muối dạng to to này, giống cái muối hạt người ta chuyên để ướp cá đấy. Giá là 249 yên trên một hộp nhá. Mình sẽ mua 2 hộp đi. Mục đích mình đến cửa hàng này thì chỉ chuyên để mua thịt rồi các loại tang thôi, bởi vì giá nó tương đối ổn định nhá. Mình lại mua một cái món đồ ăn kèm thuộc nhá. Tự dưng mình quên mất tên cái này rồi. Tổng cộng là 2 lạng tư và giá là 318 yên nhá. Tự dưng đến đây là quên mất tên nó luôn. Mua về xào với tỏi nhá. Đây này, móng giò chân giò người ta chặt sẵn rồi. Ai mà nấu cháo hoặc là linh xương nấu canh là mua để về tiện này. Hộp tai, tai thì cũng lâu sống ăn nhá. Tai này thì mình có thể mua về mình trộn thính, hoặc là mình luộc mình chấm mắm tỏi ớt, ăn cũng khá ok. 4 lạng 8, giá là 255 yên. Tai người ta bán rất là rẻ. Món thịt bắp đùi này mà mang về luộc làm ngón bún đậm mắm tôm thì tuyệt vời luôn. Mình sẽ mua bịch đi. Bắp là người ta có kèm thêm cả bì nhá. Hộp này lạng là 5 lạng 2 và giá của nó là 613 yên. Có khi là mua một hộp to này mới thêm hộp nhỏ nữa. Người ta cân thì cũng gọi là tương đối bằng nhau nhá. Khoảng độ 4 lạng 6 đến hơn 5 lạng một chút. Mình sẽ mua khoảng độ 2 hộp này. Đấy, về luộc ăn dần. Hồi trước là muốn nấu món gì đó ấy, thì là mình phải tự đi mua đồ về làm nhá. Thì hiện tại thì người ta làm ra những cái gói này rất là tiện luôn này. Cá kho riềng, giả cầy, thịt lướng ngũ vị này, bún bò Huế đây. Mọi người chỉ cần cho cái này vào là mọi người không cần phải cái gì nữa cả. Mua thêm nguyên liệu cho bà thôi. Mình sẽ mua một túi giả cầy đi. Giả cầy về mình linh bắp đùi nhá. Bắp đùi móng giò về làm giả cầy ok nhá. Giá 149 yên trên một gói này. Bên đây là sườn xào chua ngọt. Giá là 149 yên nhá. Đồng giá 149 yên trên các cái gói này. Bên đây bán rất nhiều sườn nhá. Sườn rồi là thịt, ba chỉ thịt bò đấy. Sườn xào chua ngọt mình sẽ mua thêm một hộp đây. Hộp nào cũng tương đương giống nhau nhá. Sụn dạng này là dạng sụn non này. Một hộp nặng là 6 lạng và giá có là 659 yên nhá. Mua hộp nào lon nhất và thì nó sẽ ok hơn. Cửa hàng Trung Quốc đây là các cái gia vị, đồ ăn vặt của Trung Quốc cũng rất là nhiều luôn. Bên đây mình thấy có xúc xích nhá. Xúc xích thì có dạng siêu bự này. Dạng này giá là 171 yên. Dạng này dạng nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất giá là 130 yên. Mình lấy luôn này. Bên đây là dạng trung bình dạng nhỡ nhá. Dạng nhỡ nhưng mà giá của nó lại đắt hơn dạng to nhá. 214 yên. Mình sẽ mua 3 thanh quen thử nào. Trên đây có những cái dạng cá này. Cá này cá người ta xào, người ta ướp ớt với hành nhá. Giá một hộp ở đây là 571 yên nha. Mình cầm lên thấy cũng khá là nặng đấy. Tầm cỡ khoảng độ đôi ba lạng. Mình sẽ mua thêm một hộp nữa nha. Mua thêm một hộp đồ ăn vặt về. Trên đây là kiểu dạng bạch tuộc hay là mực gì đây này. Đấy. Đồng giá là 571 yên nhá. Đây là số đồ đạc sau một hồi lanh quanh mình đi mình mua đây. Đấy. Cũng tương đối đồ rồi. Bên đây có thịt bò ba chỉ đây. Thịt bò là thịt bò nguyên miếng nhá. Thịt lợn ba chỉ, thịt bò ba chỉ có đầy đủ cả luôn. Bán nguyên miếng và có kèm thêm cả bì nhá. Một hộp thịt ba chỉ bò đây. Gyubara nhá.
Hộp này lặng là 2 lặng 7 và giá còn là 551 yên. Ăn cả mỡ, cả lạc, có thêm tí gân nữa. Ăn nó sần sật, ăn rất là ngon. Và tiếp theo các gia bên đây, người ta chỉ bán á, chuyên gà thôi. Từ các cái nội tạng của gà đến á, thịt, cổ, cánh là đầy đủ cả luôn nhá. Mình đang tính là mua hộp cánh gà này, hộp kiểu gà. Hộp cánh gà tổng cộng được 8 cái nhá. Mình sẽ về mình làm gà chiên. Một hộp lặng là 4 lặng 4 và giá của nó là 422 yên nhá. Thịt thà thì mình cũng mua ok rồi. Bây giờ mình sẽ đi sang gian hàng rau, mình mua thêm ít rau nữa. Xung quanh thì có rất nhiều các cái cửa hàng siêu thị để mình có thể lựa chọn mình đi mua nhá. Cửa hàng này thì đáp ứng đầy đủ tất cả thứ vài thứ luôn. Bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn vặt, gia vị, thực phẩm. Ở Việt Nam thì rau muống đầy ly ở ra, nhưng mà sang đến Nhật ấy mình lại thèm rau muống rồi. Nay vào cửa hàng gặp người ta bán rau muống nhá. Mớ rau muống này thì người ta bán ấy là to hơn ở siêu thị Nhật nhá. Một mớ rau muống mình đang quay cho mọi người xem có giá là 171 yên cả thuế nhá. Mình sẽ làm hai mớ rau đi. Rau to này về luộc hoặc xào tỏi ấy, là ăn thoải mái luôn. Hôm nay bắp cải trong siêu thị này khá là rẻ nhá. Kia bây chữ đây. Giá một cái bắp cải ở đây thì dạng gọi là trung bình, không to lắm nhá. Giá chỉ có 63 yên thôi. Giá siêu rẻ. Đây không phải là hàng giảm giá nhá, hàng vẫn tươi mới nhưng mà không biết hiểu sao mà giá lại rẻ thế. Đồ đạc mua xong rồi, bây giờ mình đang đi thanh toán đây. Mình cũng vừa thanh toán xong nhá. Và đây là tổng tất cả số đồ mình vừa mua đây. Hóa đơn thanh toán hết là 6.702 yên, tương đương với cỡ khoảng độ 1.120.000 trên số đồ này nhá. Đồ ăn vặt kèm thịt thà, thêm ít rau nữa. Đồ đạc này mình mua thì mình ăn trong một tuần đây. Gọi chung là đồ đạc của mình ấy thì tuần hết ít tiền, tuần hết nhiều tiền. Bởi vì là tuần thì mình mua toàn đồ rẻ, tuần thì mình mua lại toàn đồ đắt, nên là giá cả mỗi tuần khác nhau nhá. Ra ngoài trời tối rồi, hãy về thôi. Đi chợ về tới nhà, cơm nước xong mà cũng chuẩn bị kết thúc một ngày nghỉ cuối tuần rồi. Đi chợ về được một lúc rồi, đồ đạc mình cũng cất hết đi rồi. Thì hiện tại mình đang đi luộc ít bún, luộc ít thịt bắp đùi đây để mình ăn bữa tối nhá. Tổng cộng là 3 thanh này, 3 thanh này luộc ra cũng được khá nhiều bún đấy. Và đây chính là sợi bún sau 5 phút mình luộc đây. Nó không khác gì bún tươi bên Việt Nam cả. Bây giờ mình sẽ đổ ra ngoài nhá. Bún này nếu mình muốn để cho tơi ra thì mình lên rửa qua nước lạnh nhá. Còn nếu mình muốn để đóng hình tảng hình cục để mình ăn bún đậu mắm tôm ấy thì mình lên để nóng nguyên xong mình ép nhá, hoặc là để nguyên là nó cũng tự đóng hình tảng. Nhưng mà nếu ép ấy thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Và đây chính là miếng thịt lợn bắp đùi có da nhá. Mọi người sang bên Nhật mà ai thích ăn thịt lợn có da ấy thì mọi người vào siêu thị Nhật mua thì phải gọi là khóc tiếng mán luôn. Siêu thị Nhật ấy thường thường là người ta bán thịt thái sẵn, mà người ta thường thường là bì người ta lọc hết ra rồi, người ta không bán kèm bì nhá, đọc bán là thịt không thôi. Sau khoảng 15-20 phút luộc ấy thì thịt của mình cũng đã chín rồi. Và đây chính là món bún sau 15 phút mình luộc nhá. Thực ra nó chưa nguội hẳn đấy, nhưng mà nó cũng đông thành cục rồi, đang đói nên mình sẽ cắt ra ăn luôn. Những bạn nào mà thèm bún đậu mắm tôm ấy thì mọi người cũng có thể áp dụng cái này nhá. Mọi người phải để cho cực nguội, ăn thì nó sẽ ngon hơn nhá. Của mình đây thì vẫn thuộc dạng mềm, đóng tảng rồi nhưng mà vẫn mềm, chưa cứng cứng lắm. Đây là bún mình cho vào rổ nhá, nó thành phần tròn này. Giờ mình cắt xong hết rồi, mình chỉ cần cái đĩa tròn này mình úp vào, mình úp ngược lại ấy, là bún sẽ vào hết đĩa nhá. Đấy, đây cũng là một cách làm khá là ok. Sau tầm khoảng nửa tiếng đun nấu ấy thì đây chính là bữa tối của mình đây. Món bún luộc kèm thịt lợn bắp đùi luộc nhá, chấm mắm tỏi ớt. Bữa tối cũng xong xuôi hết rồi, mời tất cả mọi người ăn bữa tối của mình nhá. Bữa tối ngày nay thì cũng không cơm, mình ăn món bún thịt luộc đây. Đây, bún mình luộc xong mình để nhá, nó thân tảng này. Thêm ít đậu, thêm ít chả. Xong pha bát mắm tôm, mình cho ít đường, ít dầu ăn. Chanh và mình khuấy sủi bọt lên đấy, là ăn tuyệt vời luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Món thịt bắp đùi luộc đây ấy, nó có cả bì, có cả da, ăn nó giòn giòn dai dai, ăn như kiểu thịt nạo rừng ấy, ăn rất là ngon.
món bún sau khoảng độ nửa tiếng luôn ấy, để hiện tại thì nó vẫn đang ấm ấm nhá. Mặc dù nó đóng thành cục nhưng mà vẫn đang ấm ấm. Cái món bún này nếu mà để nguội mà nó đóng cứng hơn đấy thì ăn cảm giác sẽ ngon hơn nhá. Vẫn nóng nóng ấy, mình ăn nó sẽ bị bở ra đây. Bên Nhật muốn ăn đồ Việt Nam ấy thì mọi người có thể đặt trên mạng, trực tiếp trên mạng nhá. Đặt trực tiếp trên mạng qua các phần mềm, qua các cái fanpage Facebook ấy. Hoặc là mọi người gần quán Việt thì mọi người có thể ra quán Việt, mọi người mua đồ về mọi người tự nấu nhá. Mọi người mua đồ về tự nấu ấy, ăn sẽ ngon hơn và giá cả cảm giác nó rẻ hơn nhá. Kiểu tự nấu ăn ở nhà thì nó sẽ thoải mái hơn. Những ai ăn khỏe thì sẽ ăn hết được một quái bún này. Còn một quái bún này thường thường mà những ai ăn ít thì một túi bún này sẽ ăn được khoảng độ 2 người nhé. Một mình thì ăn cố là mình cũng ăn hết được quái bún này, bởi vì nó là nguyên một cái đĩa to đây. Cái ngày nghỉ của mình ở Nhật nó chỉ đơn giản vậy thôi. Ngủ ngơi, dậy, ăn uống giặt rũ, dọn nhà cửa, xong rồi đi chợ mua sắm ấy, thế là hết ngày thôi. Căn bản là một tuần làm việc từ thứ hai đầu tuần đến thứ sáu, còn hai ngày cuối tuần nghỉ. Mà mình cũng kiểu là làm ca ngày ca đêm nữa, tuần ngày tuần đêm, tức là hai tuần ngày hai tuần đêm xen kẽ nhau. Nên là vị trí là một tháng nghỉ được khoảng độ 8, 9 đến 10 ngày nhé. Cái món thịt lợn này thì tuy là bì nó dai nhưng mà cái thịt là nạc của nó rất là mềm nhá. Thì bắp đùi thì hầu như là nó không có mỡ, nó chỉ không tí mỡ thôi. Còn đâu là da với thịt nạc. Mà thịt nạc thì ăn nó không hề khô nên là ăn rất là ngon. Quả chung là thi thoảng nâu nâu thì rảnh mình mới nấu ăn kiểu này nhá. Còn thường thường là toàn ăn cơm trứng, cơm thịt luộc, thịt xào, rau xào ăn thế thôi. Còn thi thoảng mới nấu cái món Việt Nam để ăn đây. Thì hiện tại thì cũng gọi là tối muộn rồi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích cái video của mình ấy thì đừng quên để lại cho mình lượt like video, cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Bất Động của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.